Khoảng một tháng nay tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã xuất hiện hàng ngàn con chim én bay lượn trú ngụ tại nhiều nhà dân. Người dân địa phương này cho biết đây là cảnh tượng đẹp hiếm gặp, gây thích thú cho nhiều người. Ông Nguyễn Văn Quý ở xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự cho biết chim én bắt đầu bay về nhà ông từ một tháng trước. Lúc đầu rất ít nhưng về sau tăng dần lên vài trăm con và hiện là hàng ngàn con. Khi hoàng hôn buông xuống, hàng ngàn con chim én bắt đầu kéo nhau bay lượn nhiều vòng trên làng bè, sau đó mới vào nhà trú ngụ. Ông Quý đã giăng dây, tạo nơi trú ngụ cho chim én, đồng thời kêu gọi mọi người không săn bắt. Tôi thấy cũng như là nó dài, nó cũng thân thiện, nó cũng hiền đó. Ra tôi không có cho người ta lại bắt đồ này kia, rồi tôi nuôi, không phải là nuôi như để cho nó ở vậy đó, tôi mới giăng dây nè, để cho nó ở, cho cách nó chơi để tham quan rồi kia chơi vậy đó. Đây là lần đầu tiên nó lại, cứ mỗi ngày nó mỗi về đông. Biết tin, nhiều người dân trong khu vực và cả du khách đến làng bè vui chơi đều tỏ ra thích thú, dùng điện thoại ghi hình và chụp ảnh lưu lại cảnh tượng đẹp này.